Các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích Bitcoin và anh coi theo Bottom Projection. Ngày hôm nay thì Hoài lên cái video này trễ hơn một chút xíu. Đúng ra là Hoài lên ngày thứ bảy, nhưng mà do là Hoài tham gia cái hai cái sự kiện, một của Trader Fair và một của TMGM, cho nên là ngày hôm nay Hoài mới lên video clip. Bây giờ chúng ta cùng đi ngay vào biểu đồ đầu tiên, đó là Bitcoin. Ok, trước khi đi vào video thì anh chị để lại comment tôi quan tâm hoặc là bất kỳ thị trường nào mà anh chị cần phân tích bên dưới video này nha. Cũng như là subscribe ngay kênh YouTube của Nhật Hoài. Sắp tới họ sẽ ra rất là nhiều video rất là hay. Bây giờ thì chúng ta cùng đi vào biểu đồ đầu tiên. Thị trường crypto trong nhiều cái thời gian mà vài tuần vừa qua kể từ sau cái đợt giảm giá ngày rất là lớn, ngày 9 tháng 11, thì kể từ ngày 10 tháng 11 cho tới ngày hôm nay thì thị trường tổng thể là nó chỉ đi ngang thôi anh chị. Nó chỉ đi ngang thôi và cái biên độ dao động của nó cũng khá là thấp. Thì chúng ta đã nhận ra ngay được cái giai đoạn mà đi ngang tích lũy này, sau khi là nó hình thành một cái vùng giá đi ngang tích lũy như thế này, nó biên độ những thân nến rất là bé, biên độ rất là bé, có những cái đuôi nến dài hơn, những cái thân nến nhỏ lại, và quan trọng hơn là chúng ta có thể vẽ được một cái chiếc hộp vùng trading range, tức là một vùng phạm vi giá. Chiếc hộp này được định hình bởi cái thanh nến đầu tiên, chính là thanh nến mẹ, nến đen giảm lớn như thế này. Đây là đến thanh nến mà nó có khả năng nó có thể bao bọc toàn bộ những thanh nến đằng sau. Như vậy chúng ta gọi nó là nến mẹ, và những nến đằng sau gọi là nến inside bar. Như vậy đây là một cái cụm inside bar khổng lồ nha anh chị. Thì như vậy chúng ta có thể vẽ được nguyên một cái hộp bự luôn. Và thời điểm hiện tại Hoài thấy là những dấu hiệu tích cực đang quay trở lại với biểu đồ Bitcoin, bởi vì thứ nhất là nó đã vượt lên trên được đường EMA rồi. Vượt lên trên được đường EMA và đang rất là cố gắng để có thể đóng cửa được bên trên cái đường này một cách nhất quán. Hiện tại thì nó vẫn chưa làm được điều đó. Phe bò nó đúng ra là phe bò vẫn chưa làm được điều đó. Chúng ta thấy là giá vẫn đang rất là chật vật để có thể vượt lên trên được đường trung bình. Và cái đường EMA 21 này nó cũng đang phẳng ra cho thấy một cái sự cân bằng giữa cung và cầu, tức là sự cân bằng giữa phe bò và phe gấu. Cái sự cân bằng này cũng đã được thể hiện rất là rõ ràng, thể hiện qua là nó đang nằm bên trong một chiếc hộp rất bé. Toàn bộ những thanh nến gần đây đều nằm gọn bên trong một chiếc hộp ngang nhỏ như thế này. Nhưng mà Hoài có thể khẳng định một điều là phe bò đang cố gắng lấy lại ưu thế, đang cố gắng lấy lại ưu thế. Cho nên hiện tại nếu chỉ cần có một nến tăng có biên độ đủ tốt bật lên và đóng cửa sát lên phía trên cái đường biên trên của cái hộp nhỏ này, thì đã đủ lý do cho Hoài vào một cái lệnh mua rồi, nhắm tới cái mục tiêu thứ nhất là vùng cái cạnh biên trên hộp đó. Chúng ta chỉ cần một vài cái lý do đủ và hợp lý để chúng ta có thể mua vào thôi, là chúng ta có thể vào được một cái vị thế có lợi thế rồi. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn có một cái hướng đi ngược lại, đó là lỡ mà nó bật ngược xuống trở lại, tức là nó rớt xuống cái hộp dưới nhỏ nè, cái đường biên dưới của cái hộp nhỏ, thì giá hoàn toàn có khả năng là nó rớt xuống trở lại cái vùng đáy của cái cạnh biên dưới lớn của hộp quanh 15.500. Đó, cái khả năng lúc này là nó mang tính chất là 50-50. Cho nên là chúng ta nếu mà nó bật lên thì chúng ta có thể tiến hành vào một lệnh mua, nhưng mà khi mà nó bật xuống thì chúng ta có vào một lệnh bán hay không, thì lúc đó chúng ta phải cần cân nhắc lại xem là cái bối cảnh thị trường lúc đó như thế nào. Đó, thời điểm lúc này cũng không có nên nói trước gì quá nhiều. Cái câu chuyện hiện tại vẫn đang nằm ở thế cân bằng thôi anh chị. Câu chuyện vẫn là phe bò đang cân bằng với phe gấu, nhưng mà Hoài sẽ tự tin cược vào một lệnh mua. Nếu anh chị cảm thấy rủi ro, mình hoàn toàn có thể giảm bớt khối lượng vị thế lại. Trading nó đơn giản như vậy, anh chị không có cần phải phức tạp hóa làm cái gì. Bởi vì anh chị nếu mà chưa hiểu cái cách kiếm được tiền từ trading thì anh chị phải xem lại cái video rất quan trọng của Hoài, đó là chặng đường 7 năm kiếm để mà trở thành trader có lợi nhuận của Nhật Hoài từng bước luôn. Anh chị sẽ hiểu tiền kiếm được từ trading không phải là từ từng lệnh đâu, mà là từ một chuỗi rất là nhiều lệnh, và mỗi lệnh mình cứ lặp đi lặp lại cái quy trình mà chúng ta có lợi thế khi mà chúng ta tuân theo cái quy trình đó là sẽ kiếm được lợi nhuận thôi. Ethereum cũng đang cho thấy một cái sự cố gắng rất là nỗ lực, một sự nỗ lực rất là đáng ghi nhận của phe bò, phe mua vào, đó là nó đã vượt lên trên được đường EMA và hiện tại nó đang tạo ra một giai đoạn nén tích lũy động lượng bên dưới cái đường biên trên hộp nè, bên dưới đường kháng cự nè. Hiện tại đây có vẻ như đang rớt xuống, nhưng mà không sao, anh chị cứ chờ xem. Nếu mà nó hoàn tất cái giai đoạn nén phía bên trên với cái đường biên trên hộp thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi để chúng ta có thể mua vào, chờ một cái đường nén chặt chẽ hơn. Lúc này nó vẫn còn một chút khoảng trống nè, họ nghĩ là có khoảng vài ngày nữa là anh chị có thể đặt lệnh được rồi. Cửa tăng cho Ethereum thì có vẻ sáng sủa hơn là Bitcoin, bởi vì giá nó đang giao dịch bên trên được đường trung bình rồi, và cái cú nén với đường biên trên cũng khá là rõ nét. Tiếp theo Hoài nói về Litecoin thì tuần vừa rồi Hoài kỳ vọng một cái giai đoạn nén với cái đường xu hướng chéo này, nhưng mà thời điểm hiện tại thì anh chị thấy rõ ràng cái đường xu hướng này nó không còn được tôn trọng nữa, nó bị giá xuyên qua xuyên loại rồi, cho nên chúng ta bỏ nó đi.
bỏ nó đi. Và bây giờ mình định hình cái hành vi giá bằng cái đường nào thì mình thấy đơn giản, à không vẽ được đường xu hướng nào hết thì mình thử căng ra một chiếc hộp xem sao. Vì tạm thời á, thời điểm hiện tại chúng ta thấy giá nó vẫn mang tính chất là lình xình, không có tồn tại một xu hướng nào hết, thì mình có thể định hình hành vi giá bằng một chiếc hộp rất là đơn giản. Đó, định cạnh trên, định hình cạnh dưới, xong. Như vậy là chúng ta có thể định hình được hành vi giá. Và những cái râu nến nó vượt lên rồi vượt xuống như thế này, chúng ta coi đó là những phá vỡ giả. Nó đơn giản như vậy đó. Thời điểm hiện tại là xu hướng tăng của Litecoin vẫn còn, như anh chị thấy giá nó đang xuyên thủng xuống đường trung bình, cho thấy cái xu hướng tăng nó đang dần mất động lượng. Như vậy thời gian sắp tới ít nhất là nó chưa tăng tiếp được, ít nhất là chưa tăng tiếp được, cho nên mình chưa có thể nào mua được. Nhưng mà xu hướng tăng nó vẫn còn nha, anh chị thấy nó đang cố gắng nó xuyên thủng xuống dưới đường trung bình nè. Nhưng mà lỡ mà nó bật lên trên được á thì xu hướng tăng có khả năng là sẽ tiếp diễn. Thời điểm hiện tại Hoài vẫn chưa có một cái tín hiệu giao dịch nào theo đúng phương pháp trên cái biểu đồ Litecoin, cho nên tiếp tục chúng ta cứ chờ đợi. Thực ra trading mình chờ đợi là nhiều, trong trading mà anh chị cứ giao dịch nhiều thì chúng ta cần lỗ nhiều thôi, chứ không có đem lại lợi nhuận nhiều đâu. Mình chỉ trade những lúc mà tín hiệu thực sự rõ ràng thôi, và câu chuyện thị trường đang ủng hộ cho cái lệnh của chúng ta. Bây giờ với Uniswap thì giờ mình tuần vừa rồi Hoài cũng đã chờ đợi cú nén với đường kháng cự nè, và cái cú nén này nó cũng đã hình thành rất là rõ nét rồi đấy. Trong cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn cú nén với đường kháng cự, nhưng mà hiện tại có vẻ như cú nén này đang cho thấy cái sự thất bại, khả năng thất bại là cao, vì đã có một nến chọt xuống bên dưới được đường trung bình rồi. Nếu mà nến cái ngày hôm nay nè mà đóng cửa ngay tại mức giá này thì coi như là chúng ta hủy cái cơ hội chờ mua cú nén với đường kháng cự. Chỉ cần có một nến đóng cửa bên dưới thôi là ít nhất là lúc đó mình chưa mua được. Nếu mà nó có khả năng nó bật ngược lên á thì chúng ta lúc đó chúng ta lại chờ tiếp. Đó, câu chuyện đơn giản như vậy, và chúng ta không có đưa ra dự đoán. Có thể là cú nén nó cũng đã chưa được hình thành đủ tốt, và phe bò cũng chưa sẵn sàng cho một cái đà tăng trưởng sắp tới. Bởi vì nó đang chờ một tín hiệu từ những đồng coin top chăng, như là Bitcoin, Ethereum chẳng hạn. Nếu mà Bitcoin, Ethereum có thể tăng được trước thì những đồng coin này có thể là kéo theo sau. SushiSwap Hoài cũng đang chờ một giai đoạn nén với đường kháng cự, nhưng rất tiếc nó đã vượt xuống bên dưới đường kháng cự rồi. À, vượt xuống bên dưới đường trung bình rồi. Như vậy bây giờ cái kèo đó hủy, không có chờ tiếp nữa. Hiện tại thậm chí là nó còn đang nén với đường biên dưới hộp luôn á. Cho nên là mua là chưa mua được nha, nhưng mà bán thì cũng chưa bán được luôn. Bởi vì chính cái giai đoạn nén với đường biên dưới hộp nó vẫn còn nhiều khoảng trống lắm, nhiều khoảng trống. Nếu anh chị bán tại đây thì anh chị đặt stop loss phía trên, quanh cái khu vực phía trên này đúng không ạ? Đấy, rõ ràng là chúng ta sẽ đặt quanh phía trên này. Và quanh phía trên này chính là những cái khoảng trống nè. Thì khoảng trống tức là có rất là nhiều cụm stop loss chúng ta cũng đang được đặt ngay quanh cái khu vực này giống như anh chị. Và càng có nhiều cụm stop loss thì cá mập nó càng có lý do để nó quét cái đuôi xuống rồi nó mới giảm chứ. Dĩ nhiên là có nhiều stop loss là nó phải quét, giống như là những miếng mồi ngon của cá mập vậy anh chị. Cho nên chúng ta không muốn làm mồi cho cá mập thì chúng ta đứng ngoài không giao dịch. Chúng ta chỉ giao dịch khi mà giai đoạn nén thực sự là chặt chẽ và không còn khoảng trống nữa. Nếu không còn khoảng trống nữa thì chúng ta bị stop loss, đó là do thị trường đã không đi theo đúng hướng chứ không phải là do bị quét ngẫu nhiên nữa. Rồi, trên đây là video phân tích Bitcoin và anh coi theo Bullman Prediction. Cái thị trường crypto hiện tại cũng chưa có nhiều tín hiệu để giao dịch đâu anh chị, cho nên chúng ta nên chờ đợi nhiều hơn, Thì cái video ngày mai, thị trường Forex, chứng khoán Mỹ và thị trường vàng dầu mới là một thị trường có nhiều cơ hội giao dịch cho chúng ta. Anh chị đón xem cái video ngày mai nha. Hiện tại thì sàn giao dịch Prime EBT cũng đang ưu đãi cho tất cả những anh chị là người theo dõi của cộng đồng Nhật Hoài Trader những cái bonus có giá trị rất là tốt, từ $10 cho tới $50. Thì anh chị có thể đọc cái link ngay phần mô tả cũng như là comment đầu tiên để anh chị nhận được những cái bonus từ $10 tới $50 nha. Hiện tại thì cái số lượng bonus nó cũng có giới hạn thôi, cho nên anh chị là nhanh tay để mà mình nhận bonus. Và Hoài cũng xin thông báo là Hoài cũng đang tổ chức một cái cuộc thi trade đơn giản vui vẻ dành cho cộng đồng Nhật Hoài Trader. Anh chị tham gia vào bấm vào cái nút mô tả cũng như là comment đầu tiên để tham gia cuộc thi nhận những phần quà hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.